Các bạn có 98% khán giả bình chọn. Xin mời Cát Tường, cảm nhận thế nào về tiết mục vừa rồi? Em thích cái con bé này, nó hát quá trời luôn. Em nhìn nó từ đầu đến cuối không có rời mắt luôn á. Trời đất ơi. Em nhìn đẹp trai hay là hát hay? Không, vấn đề không phải là đẹp trai, không phải là nó rất là nghệ sĩ, rất là lãng tử. Em cả trời. Luôn thiệt tình luôn chị, nó thiệt nha. Riêng em á nha, chị nói thiệt á, nếu mà chị mà Em nào? Em này nè. Trời ơi, em thích này quá trời luôn á. Thích từ những cái vòng ngoài rồi, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên chị nhìn thấy em á rất là manly. Em rất là man, rất là... Ủa, hai người này không man. Nhưng mà tôi thích cái bạn này hơn, tôi có quyền chứ trời ơi. Cái phong cách đờn hát mà cái mặt cũng cười. Cười mà hát rồi những lúc mà bạn nhăn lại cũng dễ thương nữa. Trời ơi, nhăn mà dễ thương. Trời đất ơi, người ta nguyên... Cái nhục này có chấm nhan sắc. Không phải chấm âm nhạc. Không phải, em không có nói... Không có nói cái chuyện nhan sắc, mà cái chuyện là nó tất cả nó hài hòa, nó quyện thể. Cái phong cách á, cái phong cách của bạn ấy rất là dễ thương. Rồi thôi chấm điểm một mình em thôi, hai bạn kia trừ điểm không nghe không? Thôi tôi chỉ nói như đó thôi. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy cả ba đều rất là có phong cách. Có cái style đi. Hình như là cái tiếng guitar của em nó hơi bị lớn, hơi bị khen đầu đi rồi khúc cuối chết nha con nghe. Người còn này tôi nói cái tiếng đàn. Cái tiếng đàn của em nó hơi bị ồn một chút, nó hơi bị chỏi, nó nhỏ xuống một chút nữa. À, nó bén quá, cái tiếng guitar nó bén quá. Tại người ta đánh hay thì mới bén, mà mình mới mê tài người ta đó. Đúng rồi. Tiết mục này tụi em á, là rất là hòa hợp ở giữa là bè nè, hát nè, phối âm hòa khí về nhạc. Rất là hay. Chỉ có guitar của em giảm lại chút xíu nữa thôi thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Cát Tường nói là thích bạn này thì tôi lại hát thích bạn ở giữa. Hát như là không hát. Không, thích bạn ở giữa. Em hay thích bạn bên kia. Có cái cây dùi mà bạn làm sen từ cái sen chuyển qua tới cái bục có hay dễ sợ.